Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình có một cái gỗ khoai cao rất là ngon luôn, mới vừa nấu hồi lúc sáng, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Thì hôm qua mình với Ngân có đi mót nha bà hai, đi mót một ít khoai đó các bạn. Thì mình với Ngân vét thì thấy cũng còn nhiều, nên là hai chị em chạy qua để mà mót về, mình đem mình nấu mình bán kiếm tiền. Thì khoai đã rửa sạch rồi lặt mấy cái gâu của nó hết rồi nè. Đó, bây giờ nấu bán cực kỳ là ngon luôn, củ khoai dẻo ơi là dẻo luôn. Nhưng mà mấy cái này chỉ làm mấy cái còn sót lại thôi, còn mấy cái củ khoai to này là may mắn lắm nè, mới lụm được. Nhưng mà khoai này ngon lắm, mấy cái giáo này cực kỳ là ngon luôn bà hai ơi. Nấu rất là dẻo luôn, mềm nữa. Nếu các bạn thích thì mua vài ngàn ăn thử nha, ngon lắm. Mình bán một cái củ 5 ngàn cho 5 ngàn. Một cái củ 5 ngàn là sao bà hai? Là củ bự hả bà hai? Củ bự, củ nào bán 5 ngàn. Ở đây mọi người có thể lựa chọn nha. Củ nhỏ cũng được, củ bự cũng được. Ai thích cái nào thì mình ăn cái đó. Củ bự này luôn hả bà hai? Ôi, củ này ngon lắm đây. Đây để con bỏ vô coi củ này bao nhiêu nha. Con bán 300g 5 ngàn thôi. Để con cân cái này coi. Trời ơi, đúng bông 300g luôn bà hai ơi. Củ này 5 ngàn nha. 5 ngàn rồi bán củ bự nữa 5 ngàn đi. Một củ bự nữa hả bà hai? Củ bự nữa 5 ngàn. Rồi, có liền một củ bự nữa nha. Củ này chắc không tới đâu bà hai ơi. Không tới thì thêm củ nhỏ. Đây, bà hai thích củ bự các bạn ơi. Củ bự nó dẻo, nó bột. Nhưng mà chưa có đủ nên là thêm vài củ nhỏ nữa. Mấy cái giáo này ngon lắm. Rồi, đây của bà hai. Rồi, cảm ơn bà hai nha. Bà hai lấy giáo hả hai? Rồi, đợi con xíu, có liền. Tuy khoai mình mót các bạn ơi, nhưng mà nó dẻo với lại ngon lắm. Mình với lại Ngân đã tuyển chọn hết rồi, mới dám đem bán à. Sáng giờ ta chưa ăn gì, ta đợi ăn khoai. Này hả bà hai? Khoai cao đó. À, sáng giờ bà hai chưa ăn gì, đợi ăn khoai cao ha. Khoai cao mới vừa nóng hổi, vừa hổi luôn, vừa ăn luôn á. Mới ra lò luôn bà hai ơi. Đây, bà hai thích mấy cái củ này hả bà hai? Có người họ thích củ bự, có người họ thích củ nhỏ. Đây, ôi đủ 300g luôn, hay quá. Đây, con cảm ơn nha. Mua khoai không mấy bà ơi? Khoai nhà mua. Dạ? Khoai nhà mua giáo nấu chè ăn không? À. Mất giải rồi. Vậy hả chính? 10 ngàn. Nấu chè ăn đi chín ngon lắm. Đi, để đó, rồi chừng nào về, nấu cái nấu. Đi tới chiều về cái đầu có con đi xuống dưới mẹ con nằm viện vậy nó hả giải gì ai mai mày đi để đó rồi sáng đi xuống dưới thấy cầu chung nó đi về nó làm cái đi à, vậy là chính mua khoai này ha. Bệnh sao mẹ? Bệnh sốt huyết. Đây để con cân cho chính nha, còn nhiều lắm, không biết cái bọc này đủ không nữa, chắc phải thêm một bọc nữa quá. Thôi để cái gì bọc 5 ngàn. Bọc 5 ngàn, 300g 5 ngàn. Mấy củ này chính lấy không chính? Củ này chính thích không hay là chính củ nhỏ? Nhỏ, à. Nhỏ ha, trời ơi. Vậy là mấy cái nhỏ này cũng bán được lắm á. Mấy cô chú bạn hàng thì họ chỉ lấy cái bự thôi à, không có lấy củ nhỏ. Bự là ta bán là đâu đáng. Còn dạ. Chính chính cho con mượn con căng lại cái chính. Vét luôn. Đây, thấy cho chính đủ luôn rồi đó. Cỡ này con căng hay ghê. Đây. Rồi cảm ơn chính nha. Mua khoai không mấy bà ơi? Không, con đi nha. Con đi nha bà hai. Cảm ơn bà hai nha. Đi về dài lên trên, chắc chắc này là nó cân bằng lại rồi đó bà hai ơi. À, con đi nha. Ai mua khoai cao không? Ai mua khoai không? Khoai cao không Út ơi? Cái này chưa ăn vẫn được á Út ơi. Bà Tư ơi, mua khoai không bà Tư ơi? Ai mua khoai cao không? Bán ở khúc dưới chỗ mình đó các bạn thì cũng được 20-30 ngàn rồi đó. Giờ thôi gánh cái củ khoai này mình đi dài dài lên trên bán tiếp cho bà con ở trên nha. Lâu rồi cũng không có gánh lại, cái gánh này nó cũng đã mục đi phần nào rồi đó các bạn. Hy vọng là nó không bị gãy.
muốn khoe cao không? Có ai muốn khoai không? Khoai cao đi cô bác ơi. Khoai này mình nấu vào buổi sáng á, mình có thể để được từ đây tới chiều á, mình ăn giờ nào cũng được, nguội ăn cũng rất là ngon, nhưng mà nóng thì ăn càng ngon hơn. Có người thì họ ăn không, còn có người thì họ thích chấm với lại đường á, ăn cực kỳ là ngọt luôn. Khoai không bà Chính ơi, con bán khoai cao. Bà Chính mua khoai cao hả? Con bán 300g 5.000 thôi. Đây, khoai mới nấu ra đó bà Chính ơi. Qua con nhăn móc á. Nhưng mà ngon lắm. Ăn ngon dễ thì kể con. Đây. Để con gấp cho bà Chính không? Nè bà Chính gấp đi. Năm có ăn khoai không Năm ơi? Mấy cái giáo này ăn béo lắm á. Chính. Ui, gấp ra. Lấy mấy củ bự đó Chính. Có người thích củ bự, có người thích củ nhỏ. Củ ngon á. Củ bự này cho năm đi. Rồi, năm dạ. 5 ngàn đi. Không đủ, chưa đủ đâu. Chưa đủ rồi mày, đây nè, củ nữa, củ bự nữa. Ê, củ nữa. Ừ, đó. Cái này thì hơi giác xíu. Ừ. Thôi kệ đi, không sao đâu. Đưa năm kìa nè. Nè. Ăn củ bự đi nè. Rồi, con cảm ơn. Dạ. Bán được thêm 5.000 nữa rồi, còn lại bao nhiêu thôi, cổ có củ bự nè. Dạ, giữa. Dạ, giữa. Hồi nãy giờ con bán được 2 củ bự rồi đó, còn củ cuối cùng á. Củ bự là khó lắm mới kiếm được á ông Năm ơi. Có dễ kiếm đâu. Đi nha. Ai mua khoai không? Mua khoai không cha? Khoai không bà Chính ơi? 39 ơi, có mua khoai không? Cái này là khoai cao nè, nấu rồi. Bà Chính có ăn khoai cao không? Khoai cao củ bự đó. Có củ bự, củ nhỏ cũng có, giáo cũng có luôn. Bác hai có mua không? Ký. Dạ, 300g 5.000 thôi. 300g. Mới vừa nấu ra luôn á bà Chính. Củ mẹ này, củ bự này hết mẹ 300g rồi. Dạ cũng cỡ đó đó, tại nãy giờ con bán 2 củ rồi. À, bà Chính mua thêm một củ bự nữa các bạn ơi. Có 3 củ mà hết rồi. Yếu một chút xíu thôi à. Hồi nãy bà Hai lấy 2 củ bự luôn á bác Hai. Dạ đúng rồi. Rồi, của bà Chính đây. Bác Hai lấy củ nhỏ, lấy mấy cái giáo đúng không? Ừ, con lấy giáo cho bác Hai. Dạ rồi, có liền. Đây, con lựa mấy cái giáo ngon ngon cho bà Chính nha. Bà Hai chứ. Khoai này con mới vừa nấu xong, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mà khoai này mình để tới chiều vẫn được hả bác Hai? Ừ, để gì đó con đừng dạ. Vô bọc. Nó không có bị gì đó. Rồi đây của bà Chính nè, bà Chính ăn thử coi ngon không bà Chính. Này dùng 5.000 người không có tư quá. À, tại của bà Chính có bự gì. Nhà mời thèm chè. Thèm chè khoai cao hả Chính? Dạ, Chính nấu được khoai cao. Dạ đúng rồi. À, nãy giờ thì nhìn cũng rất là thèm luôn các bạn ơi. Giờ mình thử mở một cái củ khoai ra ăn thử coi nó ngon không nha. Khoai này nó ngon rồi giáo. Ngon không ma bà Chính? Đây là cái giáo nè, trời ơi nó trắng mà nó trong. Cảm ơn cô bác gần xa đã đến ủng hộ gia hàng chúng em. Cái này. Sao bà Chính? Bét kìa. Bét kìa cho nó ngon. Nó hay ngon quá à. Ngon không bác Hai? Đó là mình lấy đường cát nha. Mình lấy đường cát. Dạ. Ừ. Cái dẻo ghê luôn mà Chính, bà Chính chấm đường hả? Ngon lắm. Nó cực kỳ là dẻo và ngon luôn á các bạn. Mà hết của bự cho bà Chính rồi. Cái gì bà Chính? Này là nấu chè bắp tình lý luôn. Ồ nấu chè luôn hả? Còn nấu bắp á còn để cà cà luôn. Dạ, củ khoai nó cực kỳ là dẻo mà thơm luôn, các bạn ăn rồi muốn ăn nữa. Mà thôi con phải đi bán rồi. Chút về con ăn tiếp.
Con đi nha. Ui. Ui. Ai mua khoai không? Khoai cao dẻo thơm ngon đi cô bác ơi. Mua khoai không gì ơi? Khoai dẻo mà thơm ngon lắm luôn á. Ăn là ghiền á. Dạ. Có ai mua khoai cao không? Khoai em chú Tư ơi. Khoai cao ngon lắm. Dạ, bác hai mua khoai không? Khoai này nấu, con quái nấu ra ngon lắm á. Mua khoai hả? Dạ 300g 5.000. 300g hả? Dạ. Nửa cân đúng không? Dạ chưa tới, xíu nữa mới tới. 300g nửa cân rồi nữa. Rồi. Sao cũng được. 5.000 ha bác hai. 5.000 ha. 10.000 ha. Dạ rồi. Nửa cân đó. Bác hai lấy củ dừa nhỏ hay củ giáo thôi ha. Giáo giáo dừa dừa đúng không? Dạ rồi. Giống con rồi. Đi bán đồ la ha. Khoai này mới về nấu ra. Dạ. Dạ, cái này con hai chị em con đã cố gắng hết sức thì chỉ được bao nhiêu khoai thôi. Hết rồi. Rồi. Muốn thêm cũng không được. Thì mình căng hai bọc đi, mỗi bọc 300g. Sáng nha giờ. Rồi, một bọc. Lấy cơm chục kiên luôn. Mua 30 kiên cho nó. Dạ, ở đây nè các bạn được bác hai ủng hộ mua cho 10.000 khoai luôn. Cho mấy chú ăn. Mẹ nó đổ 3 ngày chứ sao mày ơi. Cái lâu lâu ăn cũng ngon lắm á. Dạ đúng rồi, cái này con thấy là ăn một lần là ghiền á, cứ ăn hoài ăn hoài nào hết thì thôi á. Đỡ đỡ nguyên nó bụng 3 ngày chứ sao. Bán là dài đắng hết. Dạ, giải là bán tới đằng bánh đò là con hết rồi nha. Bỏ đi nổi sắp cũng mới nè. Đủ luôn. Cho chị ba lý à. Đây. Hai bọc. Cảm ơn bác hai. À, lâu lắm rồi không ăn, hả? Nay ăn lại đi nha bác hai. Dẻo lắm. Ai mua khoai cao không? Ai mua khoai không? Thấy mấy cô đang làm gãy ngoài kia các bạn ơi, chắc là đói bụng lắm rồi đó. Giờ mình ra bán rẻ cho mấy cô ăn. Dạ khoai cao nấu rồi. Dẻo mà ngon lắm cô ơi. Mua 5.000 nha cô. Dạ có. Không thấy mặt. Mấy cô mua nhiêu mấy cô? Rồi. Mấy cô đang nhổ cỏ hả? Cái này là người ta đang trồng sắn nè các bạn ơi. Tại vì trong sắn cỏ nó mọc lên nhiều quá nên là mướn cho mấy cô đi nhổ cỏ. Rồi, giờ sẽ bán cho mấy cô để mấy cô ăn cho đỡ đói trong lúc làm nha. Khoai này mình vừa nhổ cỏ mình vừa ăn vẫn được nha. Cầm một tay là ăn được hết á. Dạ. Dạ. Dạ dẻo lắm. Cô ra đây ăn thử đi cô. Dẻo mà thơm ngon lắm cô ơi. Đây, con cho cô lựa. Dạ. Dạ, 300g 5.000. Dạ, ký 16.000 mấy á. Mà con bán 300g 5.000 cho nó dễ cô lấy. Mẹ ký đi. Ký nha con. Ôi trời ơi, cô mua 1 ký luôn nha các bạn ơi. Ôi, mừng quá. Để con kiếm cái bọc nào bự bự. Không có cái bọc nào bự hết. Đợt bọc đựng. Lấy cái bọc này luôn nha. Ok đây. Rồi. 2 3. Ôi bỏ ghét vô.
tại mấy cô đông quá đang nhổ cỏ đúng không cô? Con thấy đang nhổ cỏ, sắn này mình phải nhổ cỏ làm thôi là nó sắn nó không tốt hả? Ngoài nhổ cỏ ra mình còn làm gì khác nữa không hả cô? Nhổ cỏ này rồi cái đậu xay qua người ta hớt đọt. Hớt đọt sắn á hả? Ừ, ừ. Dạ. Hớt đọt rồi nè. Hớt rồi nó mới mới có củ. Mới có củ. Rồi xong cái vài tháng nữa mình thu hoạch. Sắn này chắc ngon lắm. Ui. Khoai này ngon lắm á gì? Dẻo lắm. Dẻo. Vừa nhổ cỏ vừa ăn vẫn được. Mấy cô nhổ cỏ tới mấy giờ mới xong lận? 10 giờ 6 giờ. Có lấy củ bự không con? Lấy luôn đi, củ dẻo lấy. Lấy củ bự ha. 100 kg đi. Nói gì chứ mua về nhà ăn thôi. Đem về nhà ăn. Có khi nào đói thì ăn ở đây luôn. Trời ơi, muốn hết cái xề của con luôn. Mừng quá. Muốn hết xe luôn. Còn chút xíu nè. Còn chút xíu nè mấy cô ơi, có mua luôn không? Hả? Nè cô ơi, cô ăn cô 15.000 thôi nha. Ăn nhiều ăn. Dạ. Ngày 16 ngày mấy mà thôi, cô mua nhiều quá, cô ăn cô 15.000 thôi. Đây, con cảm ơn nhiều lắm nha. Thôi, cô đi nhổ cỏ đó các bạn. Mà mua hết cái gỗ khoai của mình luôn rồi. Nay nhổ một tiếng được bao nhiêu tiền ha? Mà một ngày là 140 đó. Một ngày 140. Vậy là ăn mới có 15.000 ngày vậy chẳng chưa sao. Cảm ơn cô. Có mua khoai không mấy cô ơi? Còn một ít nè. Con đi nha. Út mua khoai không? Ai mua khoai cao không? Khoai cao chú ơi. Dạ không. Mua khoai không mấy cô ơi? Cho con ra. Dạ. Mua khoai đi mấy cô. Ai mua khoai không? Hên quá luôn các bạn ơi, ghé đó được cô mua 1 ký. Cái nhiêu khoai này chờ tầm chắc khoảng 600-700 gram nữa thôi là hết rồi. Hy vọng có ai mua hết cái xề khoai này để cho mình được về sớm nha. Hôm nay là bán khoai nhưng mà không có phải sức tiền vốn ra gì hết á. Chỉ sức công mình với Ngân đi mót rồi về lặt ra rồi rửa rồi đem nấu thôi à. Không tốn tiền gì nhiều hết trơn á. Chắc là hôm nay lời nhiều lắm đây. Còn bao nhiêu đây không có nhiều lắm nên thôi mình đi xuống với bến đò mình bán cho nó nhanh á. Tại mấy cô chú cũng thích khoai lắm. Xuống đây. Ai mua khoai cao không? Giáo này ngon lắm á. Khoai cao. Khoai cao nấu rồi ngon lắm. Con bán sắp hết rồi. Con ké ở đò chú con bán chút cho nó hết luôn. Còn mấy giáo thôi mà ngon lắm. Mua khoai không cô ơi, 300g 5.000 thôi. Còn có mấy củ nữa hết rồi. Hồi nãy con bán được 1 ký luôn á. Đây có bọc luôn. Chú Ninh có ăn khoai không chú Ninh? Khoai này dẻo lắm chú Ninh ơi. Con bán thiếu cho. Kế nhà không sợ đâu.
nãy giờ ăn với đường phải không? Dạ đúng rồi, khoai cao ăn với đường không, thì rất là ngon luôn. Mà đường mà nó nhuyễn một chút á. Có bao giờ chờ thấy vậy không? Chưa. Rồi căn 300 gram đi. Dạ rồi. Chưa được chị xíu nữa đi. 4 năm củ. Hai củ nó là được rồi. Rồi. Đây. 5.000 thôi. Ồ còn có bao nhiêu đây nữa là hết rồi. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha. Có ai mua khoai của con không? Còn bao nhiêu là hết rồi nha, không mua con đem về con ăn luôn đó. Ủng hộ cho con đi nha. Con còn có bao nhiêu đây nữa là hết rồi nha. Mình nãy giờ mình ngồi ở đây nè các bạn ơi, năn nỉ cho chú Ninh mua đó, ủng hộ cho mình vài ngàn ăn cho hết luôn á, rồi xong rồi mình đi về luôn, mà không biết là chú Ninh có mua hay không. Chú Ninh cảm thấy động lòng luôn rồi, nên là thôi chú Ninh lại lựa đi nha. Đây thôi chú Ninh lại đây đi, chú Ninh lại đây nè. Bảo luôn đi chứ hả luôn. Rồi đây nè chú Ninh gấp đi, chú Ninh gấp đi đó, chú Ninh thích cái nào gấp đi. Chú Ninh mua thêm 4.000 nữa các bạn ơi, giờ chú Ninh gấp đi nha, rồi con bán cho, con bán ghẻ cho đó. Đò qua rồi mấy cái củ này ăn dẻo lắm á, chú Ninh về ấy đường đi. Dạ thôi thì còn cũng không có nhiều nữa các bạn ơi, chừng 5.000 nữa thôi, nhưng mà thôi chú Ninh có 4.000 rồi mình bán cho chú Ninh hết luôn. Chú Ninh tính đi đò hay là đi đâu đó mà thôi giờ lấy hết tiền của chú luôn rồi. Chơi tính củ này lấy đi chú, củ này ăn chấm đường dẻo lắm á, tại nó có phần nữa. Đây đây con gấp cho, gấp khó à. Vô mánh này chú Ninh ơi, hết luôn rồi. Chẳng rồi. Hết rồi. Rồi dư một chút xíu nhưng mà không sao đâu. Dư 100g không sao đâu. Rồi con cảm ơn chú nha. Rồi cuối cùng cũng bán hết sạch cái sợi khoai rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ là mình đi về nha, để đò họ lên đông quá đó. Đi đây. Ông về ông ơi, ông đi đám cưới vui nha. Bán hết trơn rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ đếm tiền thử nha. 40 rồi, 60, 7. Ôi, hôm nay bán được tổng cộng là 74.000 các bạn ơi. Hồi lúc nãy mình không đem theo nhiều tiền, đem theo 15.000 mình đã trừ ra rồi, thì còn tổng cộng là 74.000 tiền lời. Hôm nay là không có tốn cái gì hết trơn á, nhưng mà lời được tới 74.000 là rất là nhiều luôn. Chắc mai mốt là phải đi móc dài dài đó. Thôi bây giờ mình đi về nha. Nếu các bạn thích thì nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Mình đi về thôi. Đi về. 74.000 nhiều quá.